Theo hãng tin Sky News của Anh, vụ việc trên xảy ra hôm 16 tháng 7 khi mỗi máy bay Ariel thả một quả bom trơ BDU-45 và một quả bom GBU-12 không chứa kíp nổ. Khu vực được lựa chọn để thực hiện việc thả bom nằm ở một rãnh sâu cách xa Great Barrier để giảm thiểu thiệt hại cho dạng san hô. Ban đầu, các chiến đấu cơ dự kiến thả những quả bom xuống phạm vi oanh tạc ở một hòn đảo gần công viên trên nhưng không thành công. Máy bay cũng không có đủ nhiên liệu để tiếp cận vị trí vứt bỏ vũ khí đã được chỉ định từ trước. Khoảng 28.000 binh sĩ Mỹ và Australia đang tham gia vào cuộc tập trận chung Talisman Sabre ở Queensland. Cuộc diễn tập bắt đầu từ hôm 15 tháng 7 và sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 8.